Ok anh em thì bây giờ nó đang hơi bị quay ở cái vấn đề ở đây là yêu cầu là 624 triệu xu này cộng với 1 giờ để mở khóa. Mình đang chưa biết là mình sẽ xử lý như thế nào ở cái đoạn này được anh em ạ. Không biết là có bị ùn ứ không nhỉ? Mình nhìn lại coi này. Cái thang máy thì chưa ăn thua, chưa thấm vào đâu cả. Mà coi như bên này bị thấm rồi đấy. Tổng sản lượng nào của một lần của nó xuống là bao nhiêu đây, mình nhìn coi nào. Ok, nó lấy sản cho nó 16,1 triệu, 16,1 triệu nhân 4 bằng khoảng 60 triệu một lượt đây, 60,2 triệu. Sản lượng không nhiều lắm, à, nó lên 12,18,19 này. Lên 20 rồi. Coi nó gom một lần được bao nhiêu? 22 này. Quả thang máy này bắt đầu ùn rồi đấy. Ok. Không đủ tiền nâng mấy cái trên anh em ạ. Ok, 20 lên 34 triệu một lượt rồi. Bắt đầu ùn rồi. Và làm néo thì ùn đâu, cái chuyến đầu của nó, một chuyến của nó cũng có hàng hay sao ấy. Đấy, một thằng có 3,6 triệu này. Nói chung mình sẽ nâng cho cái sản lượng của nó lên gọi là không thể nào mà chuối được. Nó sẽ cực kỳ khủng khiếp. Bao nhiêu? 39 à? Hơn 100 triệu một lần. Đấy. Cũng không đủ nâng cấp, không đủ nâng cấp con này. Nói chung là cũng khá khá đấy, nhưng mà vẫn hơi chuối tí. Sao cái đồ vận chuyển có vẻ như là hơi bị chậm đi. Thang vẫn cân được anh em ạ. Cái thang này trâu thôi. Thang này nó vẫn là còn cân được ngon lành này. 66 là lên 240 triệu rồi các bạn ạ. Nói chung là mình đang được tăng cái kia nên là x4 lên đấy, nên là nó nhanh. Thang máy này có vẻ ùn này. Hết tiền nâng luôn thang máy. Thank you.
không tăng được nhiều lắm nhỉ. Càng về sau này lượng nâng một lần của nó không được nhiều lắm. Ok, nó lên 79 triệu này. Sao lần này được có 52 triệu nhỉ? Ít thế. 68 triệu. Ok, bye bye anh em. Mình đi rửa bát cái đã. Tí vào tính tiếp.